Trung Quốc dằn mặt tấn công tàu cá Việt Nam trước khi ông Biden đến thăm Việt Nam. Sau khi tuyên bố của phía Mỹ rằng Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam, không biết vô tình hay cố ý mà Trung Quốc đã có những hành động thể hiện thái độ của mình. Chẳng hạn như mới đây, quốc gia này đã có hành động đàn áp và tấn công tàu cá trên biển. Theo ghi nhận của truyền thông Việt Nam, vào tối ngày 28 tháng 8, tàu cá của ngư dân Việt Nam đã trải qua chuyến đi biển kinh hoàng khi bị tàu cảnh sát biển của Trung Quốc mang số hiệu 4201 truy đuổi. Tấn công bằng vòi rồng phun nước áp lực lớn đã làm hai ngư dân bị thương và hư hỏng một số tài sản. Một trong hai ngư dân bị gãy tay phải, ngư dân còn lại thì bị chấn thương vùng đầu. Theo lời kể của ngư dân Huỳnh Văn Hoanh, chủ tàu máy trưởng cho biết, lúc đó ông đang nằm ở cabin tàu thì nghe anh em hô hoán có tàu lạ áp sát. Tôi còn chưa kịp đứng lên quan sát thì đã bị những người trên tàu mang số hiệu 4201 dùng vòi rồng xịt vào làm tôi bay lăn xuống boong tàu. Tối mắt tối mũi, không thấy gì cả. Khi đứng dậy, cả người thương tích, tay phải bị gãy. Ông Huỳnh Văn Khanh kể thêm, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc mang số hiệu 4201 kẹp tàu của chúng tôi rất lâu. Họ cố tình xịt vòi rồng để tàu chết máy. Tàu đã bị chìm một nửa. Rất may, tàu tôi có nhiều máy bơm nước và hầm tàu rộng nên kịp thời bơm nước ra. Nếu không thì tàu đã bị chìm. Anh em chúng tôi phải chui vào hầm tránh trốn vì một số thiết bị như gỗ, kính trên tàu hư hỏng và vỡ vụn. Trước đó nữa thì Trung Quốc ngang nhiên liên tục cho tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 xâm nhập vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đã thế, họ còn phát ngôn rất ngông cuồng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ngang nhiên cho rằng nước này có quyền chủ quyền, tài sản phản đối với cái gọi là vùng biển liên quan của quần đảo Nam Sa. Nam Sa là cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đáng chú ý, ông này cũng tuyên bố sai sự thật rằng không có việc tàu Trung Quốc tiến vào EEZ của đất nước khác và ngang nhiên cho rằng hoạt động của tàu hướng Dương Hồng 10 và các tàu hộ tống là chính đáng và hợp pháp. Hơn nữa, sự kiện tàu của Trung Quốc mang số hiệu 4201 truy đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam xảy ra khi cách chuyến thăm của Tổng thống Mỹ chỉ hơn 10 ngày. Dự kiến chuyến thăm của ông Joe Biden vào ngày 10 tháng 9, 2023. Hơn nữa, nó xảy ra hơn 3 tuần sau sự kiện tàu Philippines bị tàu hải quan Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng khi tiếp tục cho lực lượng dồn trú ở bãi cỏ mây. Các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng sự kiện tấn công bằng vòi rồng đối với tàu Philippines và cuộc tấn công bằng vòi rồng với tàu cá của Việt Nam khác nhau về tính chất. Họ phân tích rằng cuộc tấn công nhằm vào Philippines nằm trong bối cảnh Trung Quốc từ lâu đã muốn hất chân Philippines ra khỏi bãi cỏ mây mà Philippines kiểm soát. Còn cuộc tấn công vào tàu cá của Việt Nam lại làm trong mối cảnh khác trong mối quan hệ Việt Trung. Theo đó, chính sự manh động lần này của Trung Quốc lại càng khiến cho Việt Nam có cơ sở nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc càng thể hiện sự hung hăng của mình trên Biển Đông thì lại càng lậy ông tôi ở bụi này, càng mang về bất lợi cho chính bản thân mình. Đặc biệt, sự hung hăng lại càng bộc lộ rõ khi Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm hồi tháng 3. Sau đó Việt Nam lại đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và không lâu sau đó chính là sự kiện tàu hướng Dương Hồng 10. Việt Nam và Mỹ đã có động thái muốn nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hay chỉ là đối tác chiến lược thì Trung Quốc vẫn cứ làm những hành động rung cây dọa khỉ như thế. Trước đây thì Việt Nam chúng ta nhiều lần do dự, chưa muốn nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phần cũng vì e ngại những phản ứng tiềm tàng từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn những hành động ngày càng táo bạo thế này thì Việt Nam chắc cũng đang cân nhắc về sự đề nghị nâng tầm mối tác quan hệ chiến lược. Đầu tiên, hai quốc gia Việt Nam và Mỹ ngày càng có những lợi ích về chiến lược tương đồng như chiến lược về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mở ra tự do của Washington, cũng như những nỗ lực chống lại tham vọng trên biển của Trung Quốc. Phần lớn phụ thuộc phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Không chỉ thế, phía Mỹ cũng đã cung cấp nhiều sự hỗ trợ cho Việt Nam, trong khi việc xây dựng năng lực hàng hải đáng kể trong những năm qua và có thể nói là một trong những nhà cung cấp quốc phòng quan trọng cho Hà Nội trong tương lai. Vậy nên, trong bối cảnh đó, việc nâng cấp quan hệ với một trong những đối tác quan trọng nhất thì cũng là một động thái khá hợp lý các bạn nhỉ. Thứ hai, việc Việt Nam gật đầu đồng ý nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ sẽ phù hợp với việc Việt Nam chúng ta theo đuổi chính sách đối ngoại đa dạng văn hóa, đa phương hóa. Hà Nội cũng rất muốn phát triển mối quan hệ vững mạnh và cân bằng với các nước lớn.
Mỹ với tư cách là siêu cường của thế giới cũng là mục tiêu lý tưởng cho việc mở rộng các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Với những phân tích trên, thì các bạn có nghĩ Việt Nam của chúng ta nên thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ hay không? Hay chúng ta chỉ nên duy trì các mối quan hệ như bây giờ thôi? Và vì sao các bạn lại nghĩ như vậy? Hay bạn có đoán được nếu mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tiến lên thêm một bước thì liệu Trung Quốc sẽ có động thái gì? Liệu Trung Quốc sẽ có chiến lược nào để lôi kéo Việt Nam làm đồng minh không? Hay là họ sẽ đi theo hướng ăn không được thì đạp đổ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.